Chào các bạn thân mến, các bạn thân mến ơi. Đây là Câu Khẩu Đỗ nè. Hi các bạn thân mến ơi, đây là Câu Khẩu Đỗ nè. Thế và chờ một lát ha. Câu Khẩu cài cái mic áo. Chưa bao giờ Câu Khẩu là người mắt da mắt thịt các bạn ạ. Chưa bao giờ bị zoom bị sẩy gì thế mà đợt này zoom mọc đầy người các bạn ạ. Thế và các bạn thân mến, trên tay của Khâu Khẩu đang là cuốn Tự học tiếng Hoa 30 phút, tự học tiếng Hoa mỗi ngày. Thế và đây là cuốn sách mà Khâu Khẩu mua ở hiệu sách Phương Nam. Phương Nam ở trên tầng 3 Lotte 54 Liễu Giai các bạn. Thì cuốn sách này giá là 109.000. Mình mua ở chỗ đó thì 109.000. Không biết là trên Tiki có bán không, Khâu Khẩu cũng chưa kịp tra. Nhưng mà cuốn sách này là một cuốn sách thiết kế theo Khâu Khẩu đánh giá là khá ổn. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta giới thiệu về cái phần, tức là các bộ rồi nhá. Thế và cái cách phát âm nhá. Thế và người ta giới thiệu về phần cách chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn. Bài đầu tiên là tả cho khu, xie xie, bao chien. Và người ta giới thiệu cho những cái cách, ví dụ như buổi sáng gặp nhau nói thế nào, buổi chiều gặp nhau nói thế nào. Và cái buổi sáng gặp nhau, khi buổi sáng gặp nhau có thể nói là chó, có thể nói là nín chó, có thể nói là ní chó, có thể nói chó sang hảo. Thì khi nào chúng ta có thể dùng từ chó, khi nào chúng ta dùng từ chó sang hảo. Thì người ta phân tích rất là kỹ và Khâu Khẩu rất thích. Bởi vì bản thân mình là người chuyên, mình sống ở Trung Quốc lâu năm mà, cho nên là cái cách dùng cái cách dùng từ rồi cái cách giao tiếp ấy, nó mình nghĩ rằng là thiết kế như thế này thì nó phù hợp với lại là thói quen và cái cách sử dụng ngôn ngữ của người Hoa. Thế và bây giờ thì Khâu Khẩu chia sẻ với các bạn một nội dung rất là quan trọng khi mà chúng ta học tiếng Trung. Thực ra thì từ trước đến giờ Khâu Khẩu chưa bao giờ làm một cái video riêng để dạy các bạn về phát âm. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân Khâu Khẩu không phải là người học tiếng Hoa. Mình chỉ là dân đánh tay ngang, tức là mình thích thì mình học thôi. Đơn giản chỉ có thế, mình thích thì mình học. Nhưng mà sau này thì Khâu Khẩu nhận thấy rằng là có lẽ là mình nên chia sẻ. Bởi vì biết đâu được cái sự chia sẻ của mình nó lại giúp ích cho các bạn tự học tiếng Hoa. Thế thì bây giờ Khâu Khẩu xin phép được chia sẻ với các bạn về phần phát âm nha các bạn. Trong tiếng, cái hệ thống nguyên âm trong tiếng Trung á, nó khá là phức tạp và nó rất là nhiều. Có đến 36 nguyên âm cơ. Không biết là các bạn có hiểu thế nào là nguyên âm không ạ? Trong tiếng mẹ đẻ của chúng ta có nguyên âm và có phụ âm. Phụ âm trong tiếng Việt của chúng ta thì bao gồm có những phụ âm. Ví dụ phụ âm là cái gì? Là chữ bờ này, là chữ cờ này. Chữ cờ thì có 3 cách viết này. Chữ cờ, chữ ca và chữ quy. Chữ quy thì đi cùng với nguyên âm u thì gọi là chữ cu, đọc là chữ cu. Chữ cờ. Thế chữ ca thì được đi cùng với lại là 3 nguyên âm là i, e, e thì viết là ca, nhưng mà đọc thì là cờ. Đó, thế thì là phụ âm. Thế và trong tiếng Việt thì hệ thống phụ âm của tiếng Việt chỉ có một âm duy nhất là âm bật hơi, đó là chữ thở. Chữ thở thong thả, thối tha, thủng thẳng. Thế và một số vùng âm địa phương thì có âm bật hơi là chữ khở. Thì trong một video mà có rất nhiều các bạn theo dõi thì Khâu Khẩu đã chia sẻ về vấn đề này rồi. Thế và ngày hôm nay thì Khâu Khẩu xin phép được chia sẻ với các bạn. Đó là gì? Đó là cái hệ thống phụ âm nhé. Hệ thống nguyên âm thì rất là phức tạp, có 36 nguyên âm. Thế và bây giờ thì Khâu Khẩu xin phép được chia sẻ về hệ thống phụ âm trong tiếng Hoa trước. Phụ âm trong tiếng Hoa thì có 7 nhóm phụ âm, 7 nhóm nhé các bạn, chia thành 7 nhóm. Đó là nhóm âm hai môi và âm răng môi. Âm hai môi là âm gì? Đây là chữ pua, chữ bờ. Viết như chữ bờ trong tiếng Việt thì người ta đọc là pua, pua các bạn nhé. Thế và các bạn đừng nhầm với lại chữ bờ trong tiếng Việt. Chữ bờ trong tiếng Việt chúng ta là âm phát âm nó phải bị va chạm vào cái thanh hầu này này. Ví dụ như là bố ơi bố. Và nhưng mà ở trong tiếng Hoa ấy, thì chúng ta nói là papa. Thì chúng ta sử dụng cái môi này để phát âm này. Papa. Bố chu.
bú sư. Bù, bù, không được nói là bù, bù. Nhiều bạn nói bù, bù. Không phải, nó là bù. Bú nhau, bù. Nào, các bạn lưu ý nhé. Bù, phát âm bằng cái môi này. Thế và chữ viết như chữ P trong tiếng Việt ấy, thì đọc là bật hơi nha các bạn. Bật hơi và đọc là pua, pua, pua. Một chữ không bật hơi thì đọc là pua. Chữ bật hơi đọc là pua, pua. À, ví dụ như là phố phụ, phố phụ là mẹ chồng ấy. Ủa phố phụ. Cái chữ này đọc rất là khó bởi vì trong tiếng mẹ đẻ của chúng ta không có. Và rất nhiều người đọc sai cái chữ này. Nhưng mà nhiều người đọc sai chữ này không bằng nhiều người đọc sai chữ chính là cái chữ viết như chữ bờ trong tiếng Việt. Thì chữ bờ trong tiếng Việt, câu cầu lấy thêm ví dụ cho các bạn. Ví dụ như là bảo bê. Bảo bê là baby. Bảo bò, bảo bê. Bảo bê. Bảo bê là bé ơi bé. Thế và y bá sản. Y bá sản là một cái ô ấy. Y bẩn su. Bẩn. Bẩn. Y bẩn su. Thế và chữ pua, ví dụ như ping. Ping trong chữ bình. Ping an. Ping của. Đó thì khi chúng ta phát âm thì chúng ta phải cố gắng bật hơi nó ra ở hai cái môi này. Tiếp theo là chữ F. Trong tiếng Việt của chúng ta không có chữ bắt đầu chữ F này. Thế và trong chữ tiếng Trung thì đọc ra như chữ phua trong tiếng Việt. Chữ phua thì ví dụ như là Phật ấy, Phật giáo thì nó phố, phố cho là Phật giáo. Phố, phố. Chữ này khá là khó đó các bạn. Sư phổ. Sư là đúng, phổ là không. Sư phổ. Phổ, phổ rinh. Phổ rinh. Khi mà nói cái chữ phua này nó cái hình gọi là khẩu hình của chúng ta rất là xấu. Phổ rinh. Sư phổ. Trong tiếng Việt của chúng ta thì không có chữ này. Không có thanh phụ âm phờ này. Nhưng mà trong tiếng Hoa thì lại có rất là nhiều. Tiếp theo đó là phụ âm m. M thì nhìn viết như chữ m nhưng đọc là mua. Mua ví dụ rất nhiều, xuất hiện rất nhiều. Ma mấy dậu mã. Ma mãi mã. Ma mãi mã. Ma mấy dấu mã. Nghĩa là nói thì hai cái môi nó ma mà thì cái miệng nó rộng á, ma mà mấy dậu. Cái âm này thì người Việt Nam phát âm rất là tốt bởi vì nó giống như chữ M trong tiếng Việt. Tiếp theo là nhóm âm đầu lưỡi. Nhóm âm đầu lưỡi của chúng ta thì trong tiếng Việt của chúng ta có chữ giờ. Giờ trong chữ giờ đờ dê đê các bạn. Thế nhưng mà trong tiếng Trung thì chúng ta không nhìn thấy nó viết là chữ giờ. Nhưng chúng ta phải đọc nó là chữ tờ. Ví dụ đọc là tưa. Tưa đọc như chữ tờ trong tiếng Việt ấy. Ví dụ như là gọi là gì nhỉ? Úa tí chậu là viết cái chữ là mình phải đi rồi. Úa tí chậu là thì viết là giờ e y. Nhưng chúng ta đọc là tờ ớ y ây. Tẩy, tẩy cục tẩy ấy các bạn. Úa tí chậu là úa tẩy. Thế và chữ tờ trong tiếng Hoa của họ thì phải bật hơi, nó là chữ thờ giống như chữ thờ trong tiếng Việt ấy. Ví dụ như là thưa bía thì chúng ta thấy là người ta viết là tờ e y thì chúng và âm 4 thì chúng ta thanh 4 thì chúng ta phải đọc là thưa bía nán. Thưa bía. Tiếp theo đấy là chữ n. Chữ n đọc là nưa. Chữ n đọc là nưa. Thế và chữ n này ví dụ như là nỉ nớ. Nỉ nớ. Nỉ nớ. Ấy nớ. Nó nây cỡ. Tiếp theo là chữ l. Chữ l phát âm như chữ lưa trong tiếng Việt. Lưa. Chữ l mà. Chữ l mà. Lán sữa. Lán sữa. Rồi.
Thế và tiếp theo là chữ âm đầu lưỡi trước. Âm đầu lưỡi trước thì những cái âm này gồm có chữ viết bằng chữ Z này, viết bằng chữ C này, viết bằng chữ SC và chữ R. Chữ R thì đơn giản nhất nên không khẩu nói trước chữ R, ví dụ như là Rư bệnh, Rư bệnh. Thế và nếu như là chữ Y, cái nguyên âm Y ấy đi đằng sau thì chúng ta sẽ đọc nó là ư nha các bạn. Nguyên âm Y đi đằng sau những chữ trừ chữ Y dài này, trừ chữ Q này, chữ Q ấy các bạn, chữ chi 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 là chữ Q đọc là chi, chi là chữ z z các bạn, chữ z trong tiếng Việt không có chữ này, và chữ xì đọc là si. Thì ba cái âm này với chữ y nếu đằng sau nó là nguyên âm y thì chúng ta vẫn đọc là nguyên âm y nha các bạn, nhưng các phụ âm khác thì chúng ta phải đọc cái y đó thành ư. Thì ví dụ như r, r bận thì chúng ta phải đọc là r, viết là riz huyền gì nhưng chúng ta phải đọc là r. Thế và tiếp theo là một chữ cũng khá là khó đọc là chữ sờ. Chữ sờ trong từ cung sư, cung sư viết là si sờ y si nhưng chúng ta phải đọc là sờ ư sư, là cung sư, cung sư nha các bạn, banh cái rộng cái miệng ra và cái lưỡi đẩy lên sư, cung sư. Rồi đấy là công ty nha các bạn. Xin chi sư, sư là số 4 ấy, là ngày thứ năm thì đọc là xin chi sư. Thì cái sư này số 4 thanh 4 là sư. Sử, sử là chết rồi thì cũng là đọc, phải đọc anh cái là nhìn khẩu hình nó rất là xấu. Tiếp theo là một chữ mà người Việt Nam chúng ta phát âm rất là đau khổ, đấy là chữ bắt đầu chữ Z. Chữ Z này đọc như chữ chư trong tiếng Việt đấy các bạn, ví dụ như trần mơ chậu, trần mơ chậu, trần mơ giang, trần. Rất nhiều người nói là dần dần dần, không phải là dần mà là trần, đọc như chữ chẩn đoán ấy, chẩn, chẩn mất chỗ, chẩn mất chỗ, chẩn mất chỗ. Rồi tiếp theo một chữ mà gọi là và cái cung tư là tiền lương ấy, ví dụ cung sư là công ty này, cung tư, tư, trời ơi cái lưỡi này đẩy lên, tư, tư. Rồi cung tư là tiền lương nha. Thế và một từ nữa cực kỳ khó, không cần nghĩ rằng nó là khó nhất đối với người Việt chúng ta, đấy là chữ C. Chữ C là gì? Chữ C nó phát âm như cái chữ Z vừa rồi nhưng nó lại còn bật hơi ra cơ. Ý次, ti ý次, lần thứ nhất. Ý次,菜, Chai là thức ăn. Nghỉ. Căng trái, căng trái, cái đầu lưỡi đẩy lên trên trái đó các bạn ạ. Đây là những cái âm mà Khâu Khẩu nghĩ rằng là nó rất là khó. Tiếp theo nhóm thứ tư nó là nhóm âm đầu lưỡi sau. Đầu lưỡi sau thì bao gồm có các chữ là chữ ZH, chữ CH và chữ SCH. Thế và những cái âm này thì trong tiếng Việt ngoài chữ chờ nhẹ ra thì CH ra thì các âm khác đều không có nha các bạn. Chữ ZH thì nó dường như chữ tr trong tiếng Việt ấy, gọi là tr, đọc là tr. Thì ví dụ như Trung Quốc này, tráo chí này, thì tất cả những cái chữ này đọc như chữ tr, tr nặng nha các bạn, cong lưỡi. Thế và chữ CH, CH này là phải bật hơi, đọc như chữ tr trong tiếng Việt nhưng mà phải bật hơi. Ví dụ như là ví dụ như là chẳng, nì chẳng chẳng, em nếm thử đi, nì chẳng chẳng, em nếm thử đi, chẳng, đọc như chữ chờ ấy nhưng mà nó lại bật hơi ra, thì các bạn lưu ý nó không khó lắm đâu. Chẳng chẳng, chư phan, chư phan lơ mà, chư lơ sầm mơ, ồ, chư lơ, miên thiếu. Ủa chưa là mì phẩn, ủa chưa là chảo phan à. Đó thế thì chảo phan cũng có xuất hiện chữ CH này nha các bạn. CH đọc như chữ chờ nhưng mà nó bật hơi.
常我常去买东西，我常去超市买东西，mình thường đi siêu thị để mua đồ à, thì rất là nhiều chữ chờ ở đây. Thế và tiếp theo đó là chữ sc và chữ h. Chữ sc và chữ h này nó giống như chữ sư trong tiếng Việt đó các bạn. Sc với h ví dụ như là nì sân thí hảo mà, nì sân thí hảo mà có nghĩa là em có khỏe không, nì sân thí hảo mà. Tiếp theo là chữ nhóm âm mặt lưỡi. Nhóm âm mặt lưỡi này thì khá là khó đối với các bạn. Đó là chữ chi. Chữ chi phát âm tương tự như chữ chờ của tiếng Việt. Thế thì chữ z ở trên kia, chữ z nha, chữ z là phát âm như chữ chư trong tiếng Việt. Thế và chữ chư trong tiếng Việt và chữ z này thì phát âm như chữ chờ trong tiếng Việt. Thế và chữ q tức là chữ chi ấy, phát âm như chữ chờ kia kìa, như chữ z nhưng mà nó phải bật hơi. Thế và chữ xì thì phát âm tương tự như chữ c trong tiếng Việt. Xie xie, xie xie, cảm ơn đấy các bạn. Thế và xi xi, cười. Xi 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 xi. Thế và chữ khi này lại là chi, bù hơ chi, bù hơ chi, ai bù hơ chi á. Thế và chữ gì kia là chỉ, chỉ cái rảnh, mấy người, chỉ cái rảnh, nì cha yếu chỉ cái rảnh. Rồi, thế và nhóm số 6 là âm cuống lưỡi. Âm cuống lưỡi ví dụ như là chữ g này, chữ k và chữ h. Thì ba cái chữ này vì trong tiếng Việt của chúng ta có, cho nên là đôi khi các bạn hay bị nhầm. Thế và chữ cờ thì phát âm như chữ cưa trong tiếng Việt, ví dụ như cứ cưa là anh trai ấy, chữ cưa cứ cưa anh trai viết là ghè ghè nhưng đọc là cứ cưa. Thế và chữ ca thì đọc như là chữ khưa trong tiếng Việt, cà phê, cà phê, bật hơi nha các bạn. Chữ ca của họ đọc là chữ khờ nhưng mà bật hơi, cà phê. Chữ hờ thì phát âm gần như chữ hờ với lại chữ khờ, nó không phải là chữ hờ nha các bạn. Hứng hảo, hứng hảo, phát âm nó khá là khó chứ không phải đơn giản đâu. Hứng hảo, cảm giác như bị ai đó bóp cổ mình á. Thế và nhóm cuối cùng là nhóm nguyên âm đầu lưỡi. Nhóm nguyên âm y thì xuất hiện sau nhóm phụ âm đầu lưỡi là chi, zi, ci, sư, chư, chư, rư. Lúc này y sẽ đọc thành ư như là mình vừa mới nói, ví dụ như là cung tư, sư sử, hoặc là chư chư đạo, chư đạo, chư đạo, chư đạo, là cong lưỡi lên, chư không bật hơi nha, chư đạo là biết rồi, và chư đạo, ủa chư đạo là tao biết rồi đấy, và ủa chư đạo là tao đi muộn mất rồi. Thế bạn, đó là về cái cách phát âm của phần phụ âm nha các bạn. Nó khá là khó, nó khá là khó đối với các bạn khi mà các bạn mới bắt đầu học. Thế và học trò của mình ngày trước mình có mấy bạn học trò mình dạy ở trên Thượng Hải thì các bạn cứ nói dở mất dầu, dở mất rua dưa. Nhưng mà sau này thì khi mà mình dạy học trò của mình ấy thì các bạn phát âm tốt hơn rất là nhiều. Các bạn phát âm tốt hơn rất nhiều so với lại là những bạn lưu học sinh mà mình dạy trước kia ở Thượng Hải. Nhưng mà những bạn học trò mà mình dạy ở Nam Kinh thì phát âm quá tốt luôn. Thế và ok, hy vọng là cái video này của Câu Khẩu có ích cho các bạn. Nếu như mà các bạn cảm thấy cần thì để lại lời nhắn ở bên dưới, Câu Khẩu sẽ tiếp tục làm phần nguyên âm cho các bạn, phát âm nguyên âm, bởi vì thực sự là nguyên âm nó phức tạp. Phụ âm thì chỉ có 7 nhóm, còn nguyên âm có tận 30 mấy, cho nên là khá là khó. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon, mình là Coco Đỗ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của Khâu Khâu.